đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Thanh Tâm Hành là bộ phim mang lại xui xẻo cho các diễn viên, lộ bằng chứng thấy Dương Tử sẽ tham gia bộ phim này, dập tan tin đồn, nữ ngôi sao hai chữ trốn thuế. Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền tin đồn một nữ minh tinh nổi tiếng tên hai chữ, có hơn 50 triệu lượt follow và mới lập công ty đang phải gấp rút đi bù thuế. Ngay lập tức, cư dân mạng đã réo tên Dương Tử vì nghi ngờ cô chính là sao nữ trốn thuế. Theo truyền thông đưa tin, ngay khi bài viết về một nữ minh tinh trốn thuế trên được blogger nổi tiếng đăng tải, không ít người đã nghĩ ngay đến Dương Tử vì có nhiều điểm tương đồng, tên gọi lẫn độ nổi tiếng và cả việc Dương Tử vừa thành lập công ty riêng vào tháng 8 vừa qua đều trùng hợp một cách ngẫu nhiên với những thông tin mà blogger đã đưa ra. Những cụm từ liên quan đến Dương Tử rất nhanh chóng trở thành một chủ đề thảo luận xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Có netizen bình luận rằng, Thanh Trâm Hành vừa có tin lên sóng vào năm 2023 thì Dương Tử liền dính tin đồn, sập phòng. Điều đáng chú ý là trước đó thời gian rất dài Thanh Trâm Hành không có tin tức gì, mọi thứ đều yên bình. Điều này khiến khán giả phải đặt ra nghi vấn liệu có phải là tác phẩm này quá xui xẻo rồi không? Trước khi scandal của Ngô Diệt Phàm ập đến, nhiều blogger Trung Quốc đều khẳng định Thanh Trâm Hành đã xin được giấy phép phát sóng và có thể sẽ ra mắt ngay trong mùa hè 2021, khoảng tháng 7 hoặc 8. Thế nhưng, giờ đây, tác phẩm đành tạm đắp chiếu và nhường suất cho những bộ phim khác của Tencent như Hạo Y Hành, Sát Phá Lan. Việc Thanh Trâm Hành đứng giữa nguy cơ bị cấm chiếu vì Ngô Diệt Phàm khiến nhiều khán giả đau lòng và tiếc cho sự cực khổ của cả đoàn khi đi quay trong 8 tháng ròng rã. Tính đến hiện tại, Thanh Trâm Hành lại bất ngờ bị réo gọi trước tin đồn trốn thuế của nữ chính Dương Tử. Hiện thông tin liên quan đến sao nữ trốn thuế đang thu hút sự chú ý của dân mạng với những bình luận sôi nổi. Về phía Dương Tử, phòng làm việc của cô nàng hiện chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến vấn đề này. Dương Tử được đánh giá là nữ diễn viên khá chăm chỉ khi liên tục vào đoàn quay phim mới. Những ngày gần đây, cô tiếp tục được réo tên trong tin đồn tham gia dự án Tình Yêu 199, hợp tác cùng Trần Triết Viễn. Thông tin này nhanh chóng thu hút dư luận và khiến dân tình bán tín bán nghi. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, người đẹp họ Dương đang là tiểu hoa nổi tiếng nên khó có khả năng hợp tác với diễn viên kém tiếng như Trần Triết Viễn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã lan truyền dấu hiệu cho thấy Dương Tử sẽ đóng dự án này. Cụ thể, cư dân mạng liên tục chia sẻ ảnh giới thiệu nhân vật nữ chính của Tình Yêu 199. Đồng thời, một số người cho rằng hình của nhân vật nữ chính chính là ảnh vẽ Dương Tử. Vì vậy, khả năng cao nữ diễn viên sẽ vào đoàn quay phim vào tháng sau. Tuy nhiên, thông tin về nam chính của Tình Yêu 199 vẫn là câu hỏi lớn. Dù xuất hiện tin đồn Trần Triết Viễn sẽ tham gia bộ phim nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc này có thể xảy ra. Trước đó, trên mạng còn rộ lên tin đồn sao nữ có hơn 50 triệu follow Weibo và mới lập công ty phải gấp rút đi nộp thuế. Sau đó, cư dân mạng đã réo tên Dương Tử vì nghi ngờ cô có dấu hiệu trốn thuế. Không ít người còn cho rằng sự việc này có thể khiến sự nghiệp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu Dương Tử thật sự tham gia Tình Yêu 199, cô có thể đánh tan những tin đồn không hay xuất hiện trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, Tình Yêu 199 thuộc dòng phim hiện đại, lấy chủ đề tôn vinh thời đại và sưởi ấm lòng người. Trong đó, nữ chính là một ký giả thông minh, lý trí và có tính cách kiên định. Ngược lại, nam chính là một du học sinh cực kỳ giỏi trong ngành thiết kế. Tác phẩm dự kiến khai máy vào tháng 11 và sẽ sản xuất trong 4 tháng. Một số nguồn tin cũng tiết lộ, dự án này được đầu tư bởi công ty Dư Lạc Lạc và chỉ đạo bởi đạo diễn Ngưu Siêu.